Này cái này phải tập nhiều mà. Đây là bác Vinh đấy, bác bị tai biến. Mình cho ken cho bác mấy ngày đấy. Nay bác đạp xe tuyệt vời luôn rồi. Bác Vinh ở Cổng Trà Bông 550 Thuận An, Bình Dương, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bác đang điều trị keo Quinano được 4 ngày rồi. Bác bị liệt nửa người.